hoặc là buổi tối ấy, thì chúng ta có thể ngả lưng và cái phần và gối đầu lên cái phần tay vai này, cái cảm giác nó rất là thoải mái, nó cảm giác nó khác hoàn toàn so với những cái bộ ghế salon hay là những bộ ghế tần thủy hoàng khác các bác nhé. Các bác nào đã ngồi ghế trường kỷ rồi thì có thể trải nghiệm và biết được cái sự thích thú của nó như thế nào. Và đặc biệt là các ông mà ngồi ghế trường kỷ mà hút thuốc lào thì là phê khỏi phải nói luôn. Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tủ Cán nha. Và trong buổi sáng nay thì nhà em lại tiếp tục là một video clip giới thiệu sản phẩm một bộ bàn ghế phòng khách. Và bộ bàn ghế phòng khách này thì là không phải là cái phòng khách nào cũng kê được đâu các bác nhá. Để biết được cái phòng khách nào có thể kê phù hợp với cái bộ ghế này thì mọi người hãy bớt chút thời gian và theo dõi cái clip giới thiệu của em. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh một bộ trường kỷ. Đây là bộ ghế trường kỷ quý vị nhá. Bộ ghế trường kỷ này thì là bằng chất liệu gỗ, em xin giới thiệu là chất liệu gỗ lim. Và hàng của em thì đã hoàn thiện rồi, hoàn thiện cho một khách hàng rồi. Thì em sẽ quay lại một video clip giới thiệu với các bác. Rồi, trước tiên là em sẽ quay về hình ảnh tổng thể của bộ ghế này. Hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm thì là bao gồm có 3 món, là 2 ghế dài và 1 bàn tíu. Đó. Thì quý vị đều biết là ghế trường kỷ thì là rất là nhỏ gọn. Thì về cái kích thước thì như sau, em sẽ quay gần hơn của các bác xem. Về kích thước thì chiếc ghế dài này có kích thước phổ bì là dài là 2m17 này. Dài 2m17 này. Phần diện tích mặt này là có chiều sâu là 50. Chất liệu là chất liệu gỗ lim. Hàng đã hoàn thiện rất là đẹp rồi. Rồi, quay liếc máy từ từ cho các bác phải xem và chiêm ngưỡng được. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nha. Rồi, giới thiệu chi tiết hơn thì là cái phần chân ghế trường kỷ này là có cái chân này là bao gồm có 11 chỉ các bác này, chân 11 chỉ này, đầu tay là xoắn ốc này, đầu tay được xoắn ốc này, tay còng cuốn này, như là phần vách này là được đục chạm, hoàn thiện rất là sắc nét rồi. Đó, bốn cảnh là đục tứ quý tùng trúc cúc mai kết hợp với lại sen cỏ giữa. Tiếp theo là cái phần mặt trường này là mặt tấm liền một lá này, mặt tấm liền một lá và vân gỗ tự nhiên thì là rất là đẹp. Các bác thấy vân gỗ này. Tiếp theo bên dưới này là phần yếm ghế. Yếm ghế này thì đục là đục mẫu triện ngũ phúc. Mẫu triện ngũ phúc là 5 chú rơi kết hợp với triện rất là đẹp. Đó là hình ảnh tổng thể của chiếc ghế nhỏ. Tiếp theo bên này đến phần bàn. Đây là hình ảnh tổng thể phần bàn này cũng như là mẫu mã đây, quý vị có thể thấy rồi. Thì phần bàn này có kích thước như sau. Chiều cao của nó là cao là 77 quý vị này, chiều ngang là 57 và chiều sâu là 1m27. Đó. Thì nó cái bàn trường kỷ này nó bao gồm có 2 tầng, một tầng mặt bên trên này chúng ta để bày đồ ấm chén này, và có một phần mặt ở bên dưới nữa. Cái phần mặt bên dưới này thì chúng ta có thể để đồ như là ấm chè này, hoặc là những cái hộp đựng chè hay là những cái đồ khác để dưới rất là tiện lợi. Bên dưới này còn có cái sàn nan này, các bác có thể gác chân này, rất là thoải mái này. Ok, bên này là hình ảnh tiếp theo này. Hình ảnh chiếc ghế tiếp theo này. Chiếc ghế này thì cũng có kích thước y hệt như chiếc ghế bên kia thôi. Em quay về phần vân gỗ cho các bác để xem được cái phần vân gỗ này. Vân gỗ là như là một cái núi đá tự nhiên này, sắc vân rất là đẹp. Thì như ở đầu tiêu đề clip ấy thì em cũng nói và giới thiệu chia sẻ các bác là cái bộ ghế trường kỷ này thì không phải cái không gian phòng khách nào cũng có thể phù hợp để kê được các bác nhé. Bộ ghế này thì chỉ phù hợp kê cho một số cách không gian phòng khách như là không gian nhà vườn này hoặc là nhà cấp 4 thôi, thì là kê thì sẽ rất là hợp lý. Bởi vì những lý do sau này là bởi vì kích thước của bộ trường kỷ này thì là rất là gọn các bạn ạ. Đó, 2 chiếc vang dài và 1 chiếc bàn. Thì những ngôi nhà cấp 4 ấy hay là nhà vườn ấy thì có cái không gian hai bên ấy thì nó cũng khá là hẹp thôi. Thì chúng ta kê cái bộ ghế này thì là cái diện tích nó sẽ rất là hợp lý này, rất là gọn gàng. Cũng như là các cụ ta ngày xưa ấy, là có truyền thống là ngồi ghế trường kỷ. Bởi vì cái cảm giác ngồi ghế trường kỷ này thì là nó rất là thoải mái quý vị này. Đó, quý vị có thể các ông có thể ngả lưng vào ghế này, hoặc là những cái buổi trưa trời nắng
hoặc là buổi tối ấy, thì chúng ta có thể ngả lưng vào cái phần và gối đầu lên cái phần tay vai này. Cái cảm giác nó rất là thoải mái, nó cảm giác nó khác hoàn toàn so với những cái bộ ghế salon hay là những bộ ghế tần thủy hòa khác các bác nhé. Các bác nào đã ngồi ghế trường kỷ rồi thì có thể trải nghiệm và biết được cái sự thích thú của nó như thế nào. Và đặc biệt là các ông mà ngồi ghế trường kỷ mà hút thuốc lào thì là phê khỏi phải nói luôn. Đó. Và hiện tại là cái bộ ghế này chúng em sử dụng chất liệu gỗ lim, thì một cái chất liệu gỗ cực kỳ là bền cũng như là chắc nặng, và cái giá thành của nó thì lại cực kỳ hợp lý luôn các bác nhé. Và em cũng xin báo giá luôn là hiện tại bộ ghế trường kỷ này chỉ có giá là 22 triệu thôi. Đó, các bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu cho mình một bộ bàn ghế để ngồi trong dịp Tết này. Đó, cái bộ sản phẩm thì cũng đã có chủ nhân rồi, là gia đình nhà bác Thiện ở tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Ok mọi người, em sẽ kết thúc video clip ở đây. Các bác quan tâm thì bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những clip sản phẩm mới khác của nhà em nhé. Ok, xin chào mọi người.